Chào mừng các bạn đến với chương trình Giải mã giấc mơ trên kênh Lớp TV. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu giấc mơ về mưa các bạn nhé. Giấc mơ về mưa, tùy hoàn cảnh, giới tính, giấc mơ thấy mưa sẽ mang lại những tầng ý nghĩa khác nhau. Bạn gái mơ thấy mưa to, gió lớn, có thể gia đình sắp gặp phải khó khăn. Con trai có người yêu mà mơ thấy mưa to, có thể sẽ chia ly lâu ngày. Người nông dân mơ thấy mưa to là điềm tốt lành, dễ được mùa bội thu. Thương nhân mơ thấy mưa, báo hiệu có thể làm ăn thua lỗ. Đi du lịch mơ thấy mưa là chuyến đi tốt đẹp. Bạn đang ốm mà mơ thấy mưa, dự báo bệnh lâu khỏi, thậm chí có thể ốm liệt giường. Các bạn thân mến, những giấc mơ về mưa đã kết thúc chương trình giải mã giấc mơ hôm nay. Xin chào và hẹn lại các bạn trong chương trình lần sau.